Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Trọng đang có mặt ở quê rồi nè mọi người, ở huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Trọng về quê rất là gấp luôn, tại vì nhà của Trọng đang có một cái chuyện là cô của Trọng là đang cấp cứu, nên là Trọng phải đi về để vừa thăm cô cũng như là vừa xem tình hình thế nào để phụ giúp cùng gia đình để chăm sóc cho cô. Trọng cũng xin chia sẻ với mọi người là cô của Trọng là cô ruột, và cô thì không có chồng con gì hết. Cô sống với gia đình của Trọng là đã hơn 40 năm rồi, từ lúc cha mẹ Trọng cưới nhau và từ lúc ra riêng. Rồi lúc đó thì bà nội mất, thì bà nội có giao lại, thì cái kiểu là muốn cha mẹ Trọng á là chăm sóc cô của Trọng suốt đời, tại vì cô của Trọng là cũng có tật rồi, đầu óc thì cũng không có hoàn toàn là bình thường như bao người khác, nên là cô không có chồng. Thì thật ra với Trọng thì cô cũng như là mẹ, mà cũng như là cha luôn, tại vì suốt một cái cuộc đời từ lúc Trọng sinh ra cho đến thời điểm này thì cô là người đồng hành cùng với Trọng cũng như là với các em của Trọng từ hồi đó đến giờ, ở chung cùng một gia đình, cùng trải qua bao nhiêu là thăng trầm, cùng trải qua những cái lúc mà khó khăn nhất trong cuộc sống. Thì hiện tại thì cô của Trọng là cách đây 2 hôm thì bị bệnh nặng, và hiện tại thì bác sĩ cũng đang chẩn đoán là vừa thiếu máu não nè, rồi thiếu máu tim, cũng như là cô đang bị tai biến nữa, là nó đang bị liệt nửa người, mà một cái chân, từ cái chân lên tới ngay là cứng đơ rồi mọi người. Thật sự đi mọi người, là khi hay tin thì Trọng thu xếp công việc, giao lại nhà cũng như là tất cả mọi việc cho Vũ ở chợ nó lo. Trọng đi về ngay, Trọng đã xuất phát từ hồi khuya rồi hôm, và hiện tại thì Trọng đã có mặt. Trọng cũng đã ghé bệnh viện, có những hình ảnh Trọng chia sẻ với mọi người đó. Thật sự là lúc mà nhìn thấy cô thì lòng của Trọng là không có kìm được nước mắt, và cũng không biết phải nói làm sao. Hiện tại thì cô là đã không còn nói chuyện được nữa, chỉ ú ớ thôi. Nhưng mà cô biết chỉ cần con cháu đến là cô òa khóc, rất là thương luôn. Trọng cũng không biết diễn tả cái cảm xúc này làm sao luôn. Thì Trọng cũng xin chia sẻ với mọi người là như vậy, tại vì Trọng xem cô của Trọng như là mẹ, như là cha luôn, tại vì suốt từ lúc Trọng sinh ra đời tới giờ phút này, cô luôn ở với gia đình Trọng, giống như là mẹ, giống như là cha, giống như bà nội vậy đó, như là một gia đình, chứ không có nói là gọi là cô cháu bình thường nữa. Mà có một cái điều đặc biệt là tại vì cô sống với gia đình của Trọng từ mấy chục năm nay, nên là thật ra cô bệnh á, Trọng cũng lo lắm. Nói thật ra nhầm khi mình nói một câu mình là thương cha thương mẹ là số 1 rồi, nhưng phải nói là cô bệnh xuống mình còn xót xa, xót ruột hơn cả là cha mẹ nữa. Tại vì cha mẹ nhầm khi còn có con nè, có cháu, rồi có rể, nói chung là còn cô thì không có, cô chỉ quanh quẩn là mấy anh em của gia đình Trọng thôi. Tại vì cô ở với gia đình Trọng từ hồi xưa giờ thì mấy anh em Trọng coi cô như là cha mẹ, như Trọng chia sẻ rồi. Còn những người cháu khác của cô á, thì hồi xưa giờ cô không có ở chung, thì Trọng cũng chia sẻ thật là nhằm khi những cái người cháu khác thì cũng xem cô như là cô là gì bình thường thôi, thì rảnh rỗi thì đến thăm, hay là có công việc thì thôi. Còn chỉ có anh em Trọng là hiện tại là phải bỏ hết tất cả các công việc luôn. Em của Trọng cũng vậy, bỏ hết công việc, và hiện tại thì Trọng có 4 đứa em gái là tập trung về hết rồi. Một đứa ở Cần Thơ đang mang bầu cũng về luôn, còn ba đứa ở quê thì gác lại tất cả các công việc, đang đi may làm thuê, đang may cho người ta,
nhưng mà cũng gác lại để giờ thay phiên nhau để chăm sóc cô. Và có lẽ là ngày mai chồng sẽ làm cái thủ tục để chuyển viện cho cô, phải đi ra một cái tiếng xa hơn. Thì chồng nghĩ là còn nước thì còn tát. Vì cái chuyện gia đình của chồng như vậy thì chồng cũng có một cái đôi lời tâm sự cũng như là chia sẻ với mọi người. Tất cả các cái công việc quay YouTube thì có thể là chồng sẽ tạm ngưng lại trong một cái khoảng thời gian vài hôm, đến khi nào mọi thứ nó ổn thỏa. Cũng như là chồng cũng xin thông báo là cái clip gần nhất của chồng á, là chồng quay về cái nơi ở của cô Yến. Thì hiện tại thì chồng cũng đã nhận được hơn 10 triệu tiền giúp đỡ cho cô. Và chồng cũng đã có chia sẻ thông báo với cô về cái tình hình rồi. Và nói với cô rằng là nếu cô cần thì bất cứ lúc nào chồng cũng sẽ chuyển khoản cái số tiền đó để cho cô lo cho các em. Còn nếu như mà cô muốn là cô còn đủ tiền để lo hôm trước á, thì đợi chồng khi nào chồng xong công việc thì chồng sẽ đích thân mang đến và trao một cái tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cô, rồi quay clip lại cho khán giả xem. Thì chồng cũng xin thông báo như vậy. Thôi thì công việc thì thôi thì chồng xin tâm sự chia sẻ với quý vị khán giả, với Mạnh Thường Quân, những người yêu thương cái kênh YouTube Chồng Cà Mau, yêu thương chồng về tình hình là như vậy. Thì chồng cũng xin chào mọi người. Thì khi nào mà mọi việc nó ổn thì chồng cũng sẽ tiếp tục lại cái công việc. Thì lúc đó chồng cũng mong mọi người yêu thương, ủng hộ và giúp đỡ chồng. Chồng xin chào tất cả quý vị khán giả.